Thưa quý vị và các bạn, nắng nóng gay gắt suốt một tuần vừa qua có lẽ đã trở thành nỗi ám ảnh với người dân Bắc Bộ và Trung Bộ. Thời gian nắng gắt kéo dài trong ngày và đến đêm khuya thì cảm giác oi bức vẫn còn đeo bám. Tuy nhiên, theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì từ đêm nay, mưa dông sẽ xuất hiện khiến cho nền nhiệt toàn vùng đồng loạt giảm, xua tan đi cái nắng nóng trên 40 độ C kéo dài nhiều ngày qua. Hôm nay, Bắc Bộ bước vào ngày cuối cùng của đợt nắng nóng cao điểm. Nắng nóng sẽ tiếp diễn trong ngày ở Sơn La, Hòa Bình, Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ phổ biến từ 37 đến 40 độ C. Tại Hà Nội, nắng cũng xuất hiện từ sáng sớm, mức nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến từ 37 đến 39 độ C, có nơi nắng nóng trên 40 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C, kéo dài từ 10 đến 19 giờ. Thời tiết oi nóng duy trì cả ngày. Tuy nhiên, theo các chuyên gia khí tượng, từ chiều tối nay ngày 3 tháng 6, vùng núi Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông. Tại Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, mưa lớn xuất hiện từ đêm nay đến ngày 4 tháng 6 với lượng phổ biến 80 đến 150mm trên một đợt, có nơi trên 150mm. Nhiệt độ giảm, hạ xuống ngưỡng 27 đến 32 độ C, giảm từ 6 đến 8 độ C so với những ngày trước đó, nên thời tiết sẽ mát mẻ hơn. Còn tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên, nắng nóng còn tiếp diễn trong các ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 6, sau đó mới tạm chấm dứt.